Như ban đầu chúng ta vào vì cái lý do gì thì bây giờ chúng ta ra cũng phải vì cái lý do đó, chứ đừng có cái kiểu là tự nhiên cái vào vì con Luna có thanh tốt, có thanh tốt chúng ta vào, xong rồi cái lúc mà nó không lên á mà nó xuống á, chúng ta mới đi ngồi coi phân tích kỹ thuật. Hoặc ngược lại, chúng ta vào vì phân tích kỹ thuật, chúng ta soi chạc các kiểu, xong rồi bay 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 các kiểu, tự nhiên cái bây giờ có tin xấu thì chúng ta lại ra vì cái tin xấu đó thì nó rất là lăng đăng. Cho nên ngay ban đầu anh em xác định rõ vào về lý do gì, ra về lý do đó, nó dễ. Cái việc mà con Luna nói các anh em luôn, đừng bám vô nó nữa, đừng bám vô nó nữa. Cái thằng Wando nó, thằng thằng Luan á, nó mới up cái phương án xử lý con Luna. Đúng ra chúng ta học về cung cầu rồi đúng không, chúng ta có học về kinh tế vĩ mô rồi, chúng ta cũng học về bài toán giữa tiền và hàng rồi, thì bây giờ thực tế nếu như nó muốn cứu con Luna, muốn cứu con Luna thì nó phải đốt bớt con Luna. Cái vấn đề rất lớn ở Luna nó làm cho thị trường sắp mặt lờ là bởi vì cái nguồn cung nó quá nhiều, nó in ra quá nhiều, nó in ra tràn lan. Và thì muốn cứu con Luna, muốn con Luna có giá trị hơn, để người ta Luna nó phải có, muốn người ta nhảy vào chơi Luna thì nó phải là có giá trị, nó phải là có giá trị, hình dung không? Thì muốn nó có giá trị bắt buộc nó phải bớt cái lạm phát, bớt cái nguồn cung ra, bớt cái M, cái công thức kinh tế vĩ mô chúng ta học, bớt cái M. Nhưng nó không, nó bây giờ nó ra một cái kiểu là nó tạo ra hard fork, ra thêm một cái con mới, rồi nó erode rồi tùm lum các kiểu. Bản chất cái nguồn cung không thay đổi mà nó còn in ra thêm nữa, còn tạo ra thêm nữa. Cho nên đó không phải là một cái bài toán cứu con Luna. CZ vừa rồi nói nó rất là chuẩn, CZ vừa rồi nói rất là chuẩn. Cái cần là phải đốt bớt Luna đi, đốt bớt nguồn cung Luna đi, và không thể chối bỏ cái tiền của nhà đầu tư, không thể dùng tiền mà đi mua một cái thứ mà nó in ra ngoài. Cho nên cái tin Luna mới sáng nay là một cái tin cực kỳ xấu, chứ không phải là tốt. Nó chiếu cho các anh em luôn, tin cực kỳ xấu. Luna nó có mang đi làm chúng ta cháy rất nhiều các kiểu, thực tế chúng ta còn kiến thức, còn trình độ chúng ta lấy đầy được. Các bạn nhìn nè, sáng nay có một thằng bên bên cộng đồng lớp nè, có một bạn bên cộng đồng lớp nè, thấy không, nó ghi là Luna áp dụng chiến lược một của thầy ăn nhập từ hôm qua, mới vào rất cảm ơn thầy. Nó áp dụng chiến lược một, nó đánh chiến lược một, chiến lược hai, chúng ta dùng cái này chúng ta đánh mà riêng chúng ta đi một cái lượng tiền ít thôi, chúng ta vẫn ăn nhập mặt, chúng ta mỗi ngày vẫn kiếm được 500 đô, 1.000 đô, 50 đô, 100 đô. Vốn lớn một chút thì như mình được khoảng 300, 500, 1.000 là bình thường. Hình dung không? Có rất là nhiều cách để kiếm được tiền. Không nhất thiết là cứ phải thì bây giờ bỏ tài sản vô đi ôm con Luna. Ok chưa? Đừng có bám vô nó nữa. Bây giờ Marine chúng ta cứ cứ áp dụng những cái kiến thức chúng ta học á. Chúng ta chia tiền ra, tiền lệnh 50 đô, 100 đô thôi. Tỷ dần dần, dần dần. Từ 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 cũng được rất là nhiều. Không có gì phải 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 phải, phải bám với con Luna cả. Rất cao đúng không, mà 50.000 đô là đâu ít đâu. Thì mình mà chị đó nói bây giờ BTC giá nó đang rất là ok, bởi vì BTC đang ở cái ngưỡng 3.000, 30.000 đô. Nếu như nó giảm nữa thì nó rớt về 27 thì cũng chỉ có 10% đúng không, nó rớt 3.000 nó cũng chỉ 10%, mà cái mà nó rớt thêm 3.000 nữa là 24 thì cũng chỉ có âm 20%, mà trong khi cái khả năng mà BTC rớt về 24 nó cực kỳ khó, rất là khó, nó cỡ 27 là được mua lên được, bọn tay to nó nhảy và nó hốt bạn đó. Vậy thì nếu như mà chúng ta có cái tầm nhìn bây giờ chúng ta ôm BTC và ETH nó là an toàn. Có những câu hỏi sáng nay nè, để mình đọc lên. Cháy mấy lần rồi vẫn chưa kiềm chế được cảm xúc bất mãn tham lam cây cú, cháy một lệnh trong khi mình vào lệnh phân tích kỹ thuật như cũ, tức tức quá on in những lệnh sau cháy tiếp, thế là đi 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 toàn luôn cái tài khoản trade trong vòng một tháng. Hay có cách nào giảm bớt cái trường hợp này hay không? Mình nói với các anh em như vậy nè, có một cái mà những cái người, có một cái vấn đề mà những cái người trade forex á, từ thế hệ trước á, họ mất rất là nhiều tiền. Họ giỏi nha, họ mới như lâm cơm như mấy anh em mà bên cộng đồng đâu, họ rất là giỏi. Nhưng các bạn biết không, tôi cần cháy 4 tỷ 6 trong vòng 5 ngày,
trong vòng một tuần đó, nhưng thực tế Forex nó chỉ hoạt động có 5 ngày thôi, còn 2 ngày không hoạt động. Sau đó tôi cũng như bạn á, tôi không chấp nhận là mình những cái kết đó, tại vì bản thân mình tự nhìn lại mình rất là giỏi, mình phân tích kỹ thuật ăn các kiểu, đã từng ăn nó, đã từng ăn rất nhiều lần và rút tiền mua này mua nọ, thậm chí xài hoang phí. Có nghĩa là xài rất là thoải mái, nhưng mà không ngờ tự nhiên không hiểu tại sao cái tuần đó lại thua rất là nhiều, cứ đánh là thua. Sau đó đánh tiếp lại thua tiếp. Thì để cho các bạn nhìn thấy là những cái người giỏi, người ta có trình độ, người ta cháy còn ghê các bạn, càng có trình độ càng cháy nhiều càng lớn, và tiền lớn tiền mất càng nhiều hơn. Với cả sao là tại vì họ không biết sợ. Những cái thằng mà nó có càng có trình độ, nó càng tự tin, nó càng không biết sợ. Nó chỉ biết sợ khi mà nó mang nợ, nó không còn tiền để chơi nữa, mà nó mượn nợ để nó chơi, và nó vẫn nợ, và nó chơi cháy tiếp nữa, nó chết tiếp nữa. Sau đó nó mang nợ, nó nợ đến nỗi mà nó không thể mượn tiền người khác á, không thể không còn mượn được ai để có thể cày lại á. Lúc đó nó mới biết sợ. Tại vì lúc đó khi nó không có chỗ dựa, nó không có chỗ vay tiền, nó không có chỗ dựa phía sau nữa, nó mới biết sợ. Cho nên cái đáng sợ của thị trường Marine và Forex là như vậy. Càng có kiến thức, càng không biết sợ. Là một. Cái thứ hai, khi chúng ta vào trong thị trường Forex này, bản chất chúng ta chết vì đúng hai cái lý do thôi. Một là đi nhiều lệnh, hai là tăng volume. Bác kỳ chỉ mỗi một cái việc cực kỳ đơn giản luôn. Tôi hỏi các anh em, có muốn cháy tài khoản không? Đúng không? Tin chắc ở đây không ai muốn nói với tôi là muốn hết á. Rồi có muốn mang nợ không? Hoặc nếu các bạn không muốn cái điều đó thì làm cho tôi đúng hai việc thôi. Một, đừng có đi nhiều lệnh. Hai, đừng có tăng volume. Là xong. Giống như bọn Do Thái á, nó chỉ có làm việc ngược lại thôi. Thay vì tôi bây giờ tôi khuyên các bạn là thôi ráng kỷ luật, ráng kiềm chế, học lại phân tích kỹ thuật, đi volume ít thôi, kỷ luật đi, tất cả đều là vô nghĩa. Tôi khuyên không dưới 1.000 lần từ trong bao năm nay tôi nói các bạn, tôi khuyên từ cộng đồng cho đến học viên, tôi khuyên không dưới 1.000 lần đó. Nhưng đến bây giờ nát vẫn nát. Tại vì có hai cách để các anh em mình vượt qua được cái câu chuyện này. Một, chính các bạn tự làm cái việc đó, không đi volume, không tăng volume, không đi nhiều lệnh. Hai, on in mẹ nó một lệnh đi, đằng nào chả cháy. On in các bạn tin tôi đi, cứ vô VGC nè, bây giờ có 10.000 đô, 50.000 đô trong tay, trước sau cũng cháy rồi. Các bạn không giữ cái luật thì trước sau cũng cháy thôi, quốc mẹ nó một lệnh. Xong rồi đừng có sợ nha, cháy đừng có sợ, đi mượn nợ cho tôi. Các bạn mượn đến cái lúc nào mà các bạn mượn người thân của các bạn mượn bạn bè của các bạn, mà người thân của các bạn và bạn bè các bạn nó nói như vậy. Nó tao thương mày lắm, tao quý mày lắm. Tao không muốn bỏ mày, nhưng tao biết mà tao cho mày mượn khoản tiền này mày cũng không có khả năng mày trả đâu. Có nghĩa là nó ở một cái trạng thái là nó cho mình mượn, nó biết luôn là mình không có khả năng trả nó luôn. Và nó nhấn mạnh luôn, nó nói đây là cái khoản tiền cuối cùng tao cho mày mượn, tao hy vọng mày làm lại cuộc đời mày. Còn mày không biết trân trọng nữa, thì lần sau mày quay lại tao không thể nào cho mày mượn được nữa. Nó không còn khả năng cho mượn lần hai nữa. Nó phải nói cái điều đó để chúng ta nhục, chúng ta cảm thấy chúng ta rất là hèn, thì lúc đó chúng ta mới trân trọng cái đồng tiền. Còn trong tay cái lúc mà chúng ta còn 50.000 đô, còn 50.000 đô, còn 10.000 đô, còn 5.000 đô, nó đánh thoải mái lắm, không biết nhục, không biết sợ là gì đâu. Thật. Cho nên khi các anh em mà hỏi tôi câu hỏi đó, trong đầu tôi xảy ra hai hướng. Tôi đặt câu hỏi, nếu như tôi giải đáp các bạn chỉ để cho qua chuyện và nói đạo lý, tôi sẽ chọn cái cách thứ nhất, như đám đông cộng đồng bên ngoài nói, cố gắng kỷ luật, chi tiền ra, quản lý vốn, đúng không? Đó, tôi sẽ nói theo kiểu đó, nhưng nó không giải quyết được vấn đề. Còn nếu như mà tôi nói theo cái kiểu mà để dứt điểm giải quyết vấn đề, tôi sẽ nói giống như những cái nãy tôi nói. Các bạn có hai cái lựa chọn. Một là on in mẹ nó đi cho cháy đi, rồi đừng có sợ, đi mang nợ tiếp đi. Chỉ có cái giai đoạn mà dưới đáy xã hội rồi nợ rồi mới kỷ luật. Đó là sự thật á. Nghe nó sẽ thốn, nó sẽ đau. Nhưng muốn dứt điểm cái gốc rễ vấn đề đó, chỉ có cách đó. Và nhớ,
từ đây đến cái lúc mà anh em mình kiếm được rất nhiều tiền, thậm chí như mấy anh em trong nhóm học viên chúng ta hay là bên cộng đồng còn nó trade được rất nhiều tiền, các bạn phá sản không dưới 10 lần đâu, các bạn tin chưa? Cháy tài khoản không dưới 21 lần. Tại sao lại con số 21? À, vừa rồi tôi nói các bạn rồi, cái buổi cộng đồng vừa tôi zoom nó có cái ý nghĩa đó. Một khi mà các bạn cháy, các bạn làm một cái việc gì đó, các bạn muốn hình thành một cái thói quen, các bạn phải làm ít nhất là 21 ngày, hoặc có bị cháy tài khoản ít nhất cũng phải 21 lần. Sau cái 21 lần đó nó sẽ hình thành cái thói quen để làm gì? Để đến cái lần thứ 22, 23 chúng ta có bị cháy rồi, chúng ta có bị gặp sự cố, chúng ta cũng có cái kinh nghiệm, có cái trải nghiệm mà chúng ta thấy nó rất là bình thường. Nó rất là bình thường và chúng ta có thể vượt qua được nó. Còn chỉ cháy một hai lần thôi, nó sẽ là một cái cơn ác mộng, nó sẽ là một cái vết mà chúng ta không vượt qua được. Giống như cái sóng Elliott vừa rồi mình cho các anh em thấy sóng sóng chung, sóng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, các bạn nhớ không? Tại sao có cái câu chuyện là 21 để hình thành một thói quen nào đó nó phải qua 21 lần, 21 ngày? Là bởi vì thực tế nó ứng với cái nhịp sóng điều chỉnh của Elliott á. Ứng với nhịp sóng điều chỉnh của Elliott, ví dụ như các bạn biết là trong sóng Elliott nó có 144 sóng. Trong đó có 89 sóng chủ đạo là tăng, 55 sóng phụ là điều chỉnh. Thì trong sóng có sóng 55 sóng phụ đó, nó gồm có 34 sóng tăng và 21 sóng điều chỉnh. Cho nên cái câu chuyện mà 21 để hình thành một thói quen mà các bạn phải từng cháy 21 lần, từng phải phá sản 21 lần, từng các kiểu, từng phải gặp sự cố 21 lần đó, để hình thành thói quen, để vô vi với nó, là các bạn phải vượt qua được cái sóng điều chỉnh của 21. Thì khi mà trong cái ngắn hạn này mà các bạn vượt qua được 21 cái con sóng điều chỉnh này, thì mặc nhiên các bạn đang đi trên cái sóng trung hạn. Còn những người mà như con, như trường hợp các bạn thấy bên cộng đồng sáng nay của nó mới up cái hình, nó cái hình nó nói là bạn nó chơi Luna rồi ăn con Shiba rất là nhiều, xong rồi vừa rồi con Luna giảm thấy ham quá nhảy vô đây nè, cái hình này nè, nó thấy bạn nó thấy con Shiba ăn được con Shiba, cái đợt mà nó ăn Shiba rất nhiều, xong rồi thấy con Luna giảm á, ngon quá nhảy vô bắt bắt đấy. Xong rồi tôi hy vọng cái kênh này là kênh giả, tôi hy vọng cái kênh này kênh giả, hoặc là cái kênh này là kênh chém gió, nó sẽ hay hơn nè. Nó cỡ cỡ nè, tổng bay của nó 200 tỷ, Luna cháy 12 m đô, 12 million đô. Mà thật sự một cái người mà các bạn biết nó đã, tại sao nó, các bạn biết tại sao ông này ông cỡ cỡ không? Cỡ cỡ không phải mất 200 tỷ, cỡ cỡ là bởi vì ăn con Shiba. Con Shiba ăn quá dễ dàng, con Shiba cái đợt đó nó búp lên một cái ai mà không là ăn ngập mặt, nó búp lên mấy ngàn lần đúng không? Như 8.000 lần hay 800 lần gì đó, đúng không? Ăn ngập mặt có nghĩa là nó không có trải qua những cái sóng điều chỉnh của ngắn hạn, trung hạn. Đời nó không có trải qua cái việc là phá sản, đời nó không có việc trải qua là cháy tài khoản, một cái khoản tiền cháy nhiều, cháy một khoản tiền lớn. Cho nên nó quá dễ dàng để nó đi trên cái con sóng này, thì cái con sóng điều chỉnh lớn này nó điều chỉnh một phát một cái thì nó bằng nhiều lần cái 21 lần của cái ngắn hạn và cái trung hạn. Chính vì như vậy á, cho nên cái đợt này nó không vượt qua được cái cú sốc này và nó nghỉ nghỉ quẩn, cho nên nó tự sát, nghĩ đến nguyên sinh. Nhưng thực tế những cái người mà chúng ta đã thua nhiều, chúng ta cháy nhiều rồi, nó câu chuyện nó khác, chúng ta thấy nó bình thường, cầm lên được, buông xuống được. Ngày hôm nay chúng ta ăn một ngày, chúng ta chơi marine, có những lúc chúng ta ăn được 3.000, 5.000, chúng ta hơn rất nhiều thiên hạ rồi. Thì những lúc đó chúng ta không nghĩ đến những cái lúc mà chúng ta thua 3.000, 5.000 thì chúng ta có vui giống như vậy hay không? Chúng ta không nghĩ điều đó, đúng không? Tại vì chúng ta nhìn một chiều mà, cho nên khi chúng ta thắng á, chúng ta không biết giữ, chúng ta không biết rút tiền ra, chúng ta không biết chích cái tiền đó chúng ta mua quà cho người thân chúng ta, cho bạn bè chúng ta, mời bạn bè chúng ta đi ăn hay gì đó các kiểu, đúng không? Để cần hưởng cái lãi đó, thì đến cái lúc mà chúng ta thua thì chúng ta để tìm họ, chúng ta thua chúng ta đi tìm họ, chúng ta đi bám víu họ, lúc đó họ lại nhìn chúng ta ở với con mắt là không phải một nhà đầu tư, không phải một nhà kinh doanh, mà là một thằng cờ bạc. Tại vì nó chơi thắng nó cũng đâu có mang tiền về cho mình đâu, có mang tiền về cho gia đình, cho người nhà mình đâu. Nó chỉ cái lúc mà nó vất vả, nó khó khăn, nó mới quay về nhà, nó mới mượn tiền người nhà, người thân. Cho nên tôi nói với các anh em cái câu chuyện rút lãi thường xuyên là như vậy, là phải làm, ráng làm, đừng có tham. Mặc dù biết nếu như chúng ta giữ cái khoản tiền đó chúng ta ở lại chúng ta đánh á, chúng ta lời nhiều hơn, nhưng đừng có tham. Rồi hôm sau á,
mình sẽ hướng dẫn bài bản cho các anh em lại về đối với những người mới từ những cái buổi Zoom buổi sáng này nè. Thứ năm, sáng thứ năm mình sẽ hướng dẫn bài bản cho các anh em về cái việc cơ cấu tài khoản, setup một cái tài khoản và làm cho các bạn làm sao để các bạn có cái vị thế cực kỳ an toàn, để dù cho có những cái cú sốc như Luna nó rớt hay là BTC nó rớt hay bất cứ cái gì, chúng ta vẫn không phải rơi vào cái tình cảnh gọi là hoảng loạn và phải nghĩ đến cái việc là nhảy lầu nhảy cầu. Cái đó nó rất là quan trọng trong việc đầu tư kinh doanh á. Những cái người mà lão làng dày dặn kinh nghiệm, những người này gọi là những con sói mà săn mồi trong thị trường này, nhớ các bạn nhớ một điều là họ vào lệnh, họ đổ tiền, họ buông, họ bỏ thả tiền vào đầu tư là bởi vì cái kèo đó mang cái, nó có cái rủi ro thấp, nó có cái rủi ro thấp chứ nó không có, nó không vì cái lợi nhuận cao mà nó bỏ tiền vào, nhớ nhé. Chính vì như vậy cho nên vừa rồi các bạn thấy có những người, rất là nhiều người bỏ mấy trăm tỷ, bỏ đến 200 tỷ, bỏ đến 1 tỷ, 2 tỷ, 10 tỷ, 100 triệu cũng có. Bỏ vào nhảy con mắt con Luna là họ bị phạm một cái sai lầm cực kỳ lớn trong một cái tối kỵ trong nhà đầu tư là vào. Những người đó vào vì cái lợi nhuận cao nhưng mà họ không có nhìn vào rủi ro. Còn những người mà cầm tiền lớn họ vào, họ luôn đặt cái vấn đề là rủi ro thấp, cao lợi ích cũng được nhưng rủi ro phải thấp. Cho nên sắp tới cái buổi thứ năm này mình sẽ hướng dẫn các anh em mới, người mới set up một cái vị thế để các bạn luôn có một cái vị thế vào lệnh là rủi ro thấp. Bạn rảnh thì nghe cái clip này. Cái này nó có liên quan đến cái việc mà trading trong đầu tư của chúng ta. Cách đây không lâu tôi có vô tình tôi nghe được cái clip này. Trở thành thiên tài vì có thể tự sử dụng thông tin vũ trụ trong đầu mình. Đây. Tôi gửi cái clip này luôn cho, tôi gửi cái đường link này luôn lên giúp nha. Để các anh em nào muốn vào nghe thì nghe, khỏi cần tìm. Ok chưa? Rồi tại sao nói các anh em nghe cái clip này? Là bởi vì cái cậu bé này á, ở Hàn Quốc á, cái cậu bé này có một cái, người ta phát hiện cái cậu này có một cái điều đặc biệt. Đây. Các bạn nhìn nè. Cái cậu này mỗi lần cậu này mà ngồi gọi là ở trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ á, giống như thiền vậy á, thì cậu này có thể trong đầu cậu này hiện ra, trong đầu cậu này giống một cái tivi vậy đó. Nó hiện ra rất là nhiều hình ảnh và những cái hình ảnh đó cậu này phải vẽ lại được. Và đây là những cái bức tranh những cậu này vẽ nè. Các bạn nhìn những bức tranh cậu này vẽ. Thì những cậu này cậu vẽ là hầu như là những cái này ở một cái cõi nào đó, chứ không phải là cõi người. Và khi mà các nhà khoa học người ta đến, người ta tìm hiểu thì người ta phát hiện ra những cái chi tiết rất là lạ ở chỗ là ví dụ để vẽ cái bức tranh như vậy. Để vẽ cái bức tranh như vậy thì một cái người họa sĩ bình thường người ta sẽ vẽ cái khung. Người ta sẽ vẽ cái khung trước, có nghĩa là cái khung lớn như mày nè, vẽ cái khung xong rồi người ta mới vô chi tiết bên trong, người ta vẽ, người ta mới vô chi tiết bên trong, hình dung không? Có nghĩa là vẽ một cái khung hình lớn lớn trước xong rồi người ta mới vô chi tiết, người ta vẽ. Còn ở cậu bé này là vẽ cái chi tiết bên trong trước, vẽ cái chi tiết bên trong này cần cái chi tiết nhỏ như vậy, và những cái chi tiết này như những cái bánh xe và rất là logic. Sau đó những cái chi tiết này vẽ dần dần nó hình thành một cái hình thể lớn. Rồi, ok chưa? Thì đó là nội dung cái clip này. Thì người ta mới hỏi cậu bé này cũng không biết tại sao, cậu bé này nói là nó trong đầu nó như có một cái tivi, khi nó ngồi trạng thái đó nó có như một cái tivi và nó nhìn thấy được rất là nhiều thứ và chỉ việc vẽ lại thôi. Được chưa? Thì khoa học, những nhà khoa học người ta còn thậm chí người ta còn đến tận nơi, người ta đây nè, người ta tìm hiểu về cái sóng điện trong não cậu bé này, thì người ta phát hiện là cái sóng điện não của cậu bé này á, khi ở một cái trạng thái mà nằm nghỉ ngơi giống như thiền vậy đó, thì rơi vào một cái tần số là dưới 3.0, nó cỡ 2 chấm mấy. Thì một cái nhà sư chuyên nghiệp á, tức là một cái nhà thiền sư á, người ta không phải là chuyên nghiệp mà một cái nhà thiền sư lâu năm á, người ta ngồi thiền á, người ta mới đạt được cái tần số não, sóng não của người ta mới đạt được cái tần số đó. Bản chất những cái người mà không ngồi thiền hay những cái người hoạt động kinh doanh hay những cái người bên ngoài á, cái tần số của họ rất là lớn là bởi vì trong đầu của họ luôn hoạt động, trong não của họ luôn hoạt động, họ luôn suy nghĩ. Thậm chí những lúc
chúng ta ví dụ chúng ta ngồi chúng ta học Zoom giống như vậy, trong đầu chúng ta luôn nghĩ đến việc khác, chúng ta luôn nghĩ đến BTC giá tăng hay giảm, trong khi chúng ta ngồi chúng ta phân tích BTC chúng ta lại cứ đi muốn làm việc khác, là tại vì trong não chúng ta nó chạy liên tục, hình như không? Mình mở cái đoạn này cho các anh em nghe. Thậm chí rất xuống tận dưới bàn. Theo cách nói của tiền trường phát hiện, khi cậu bé đang xem TV, tần số sóng đều là chúng não lại giảm. Lại quảng cáo nữa, đợi chút nha. Tại vì cái này nó có liên quan đến cái việc trading của chúng ta đấy. Nhanh chóng, thậm chí rất xuống tận dưới bàn. Theo cách nói của chuyên gia, khi tần số sóng đều là ở mức 3.5 đến 2.9, thì con người đang trong trạng thái vô cùng say đắm. Đây thuộc về sóng não ở tầng vô ý thức, ngay cả đến hiển sư giỏi nhất Hàn Quốc cũng không thể nào đến con số này được. Ở đây chúng ta lưu ý một chút, là sóng điện não chậm vận hành trong khoảng 1 đến 4 hertz. Nó là một loại sóng não thường gặp nhất, ít được biết đến nhất trong mọi loại sóng não. Cho đến nay cũng hiểu chúng ta biết đó là sóng điện não delta thường xuất hiện khi đang ở trong giấc ngủ đủ sâu. Nó sinh ra trong giai đoạn 3 đến 4 của giấc ngủ sâu. Đây là giai đoạn giấc ngủ đường cục trong giai đoạn này. Bây giờ cái này các anh em về nghe nha, để các bạn hình dung ra là cái việc mà đôi lúc chúng ta phải ngồi chúng ta tĩnh tâm lại á, nó rất là hay, rất là hay. Ví dụ trong quá trình mà anh em mình chơi vô thua hay gì đó các kiểu á, các bạn cũng chả cần phải đi tìm hiểu thoát hiểm nào đâu. Ở trước đây tôi, cái cách mà tôi vượt qua cái khó khăn trong cuộc sống á, cái sự cố mà tôi cháy rất là nhiều tiền, tôi phá sản trong cái thị trường mà riêng và phái sinh bên bên chứng khoán á, thì tôi rơi vào một cái trạng thái, vào một cái gọi là cái nghịch cảnh mà xung quanh không còn ai giúp mình, chỉ còn một khoảng cảnh ít ỏi của chính chị ruột mình cho mình thôi. Tôi đi thiền 10 ngày Vipassana, lên đó không có mang điện, không cho mang điện thoại, thậm chí lên đó không có nói chuyện luôn, chỉ có im lặng và im lặng, tới giờ là ăn, tới giờ nghe đọc kinh, tới giờ tập thể dục, tới giờ luyện gì đó, đến đúng giờ ngủ ăn, như nuôi một con heo, một con lợn, đến giờ ăn, tới giờ ngủ, tới giờ nghe kinh, cứ như vậy. Nhưng mà nó rất là hay ở chỗ là nó làm cho não của mình bớt hoạt động, bớt suy nghĩ nhiều lại, tự quay vào bên trong, tự nhìn vào bên trong. Thì tôi từng thăm từ từ cái lúc đó đến bây giờ, tôi đến mãi sau này tôi tự do tài chính, tôi thoải mái, tôi vượt qua rồi, thì tôi có tham 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 gia học nhiều nhiều thứ, thì có gặp được nhiều sư vị sư thầy, thì cũng xoay quanh sau này kinh nghiệm lại, thì thấy là cái vấn đề giữ vững là ngồi tĩnh tâm lại để cái sóng não của mình hạ xuống. Vừa rồi tôi nghe cái clip này thì tôi giật mình, nó đúng với những cái mà thầy tôi, những người thầy tôi dạy tôi trước đó. Nhưng những người thầy tôi dạy tôi theo một, họ nói theo một cái ngôn ngữ khác, nhưng cái ý chính vẫn là như vậy. Còn cái clip vừa rồi chúng ta xem á, là nói theo cái ngôn ngữ của các nhà khoa học, tức là chúng ta phải ngồi, chúng ta phải tĩnh tâm lại để hạ cái sóng não chúng ta xuống. Khi sóng não chúng ta hạ xuống dưới một cái tần số khoảng 3.0, khoảng 2.9 mấy á, thì đó là cái tần số của những cái người mà họ thiền rất lâu năm rồi, họ họ đạt được cái tần số đó. Cho nên tại sao chúng ta thấy có những cái vị thiền sư, có những người cái tâm họ, chúng ta nói một cái gì đó, nói cái gì họ cũng biết, chúng ta nói gì đó họ cũng biết, họ cũng có thể lý giải được, và chúng ta nghe chúng ta vẫn thấy là đó là những cái chân lý, những cái rất là logic. Là bởi vì sao? Là bởi vì khi cái sóng não chúng ta hạ đến tần số đó, tự nhiên cái não chúng ta nó giống như cái anten á, nó kết nối được với những thứ, có thể gọi cái đó gọi là tri thức vũ trụ. Tri thức vũ trụ. Trước đây thì tôi có cái thói quen là một ngày hai ngày tôi hay ngồi thiền, tôi cứ nghĩ là ngồi thiền tốt cho thể cơ thể, tốt cho này nọ, nhưng thực tế vô tình tôi đưa cái não tôi nó tỉnh lại vào một cái trạng thái. Cho nên các bạn thấy có những cái vấn đề mà ở bên cộng đồng của nó nói á, thì cái góc nhìn của tôi á, tôi nhìn cái vấn đề đó và tôi góp ý, thậm chí tôi chửi của nó, vẫn rất là thích nghe. Là tại vì khi mà tôi nói của nó hay tôi chửi của nó, thì nó đều ở một, tôi đều dùng cái tri thức mà tôi nhận được ở đâu đó, tôi cũng không biết, nó đang nằm trong đầu tôi á, nó đang nằm trong đầu với một cái dạng là góc nhìn đúng đắn á, thì tôi nói thì họ nghe, họ cảm thấy ok, hay, đúng, hiệu quả, tốt, thì cho tôi chửi nặng họ, họ vẫn nghe. Đó, lý do là như vậy. Cho nên tôi khuyên đối với các anh em chúng ta mà trading, đến một ngày nào đó chắc chắn các bạn sẽ gặp, nếu có gặp sự cố gì đó, nhớ đừng có nghĩ quẩn, bình tâm lại, hạ cái sóng não mình xuống. Có bạn họ hỏi là bây giờ ngồi thiền như thế nào, thì trước đây á, tôi có tham dự nhiều cái khóa thiền,
tư thế thiền như thế nào á. Trước đây tôi có tham dự nhiều nhiều cái tư thế thiền, những cái khóa thiền có ngồi kiết già bán già cũng có, nhưng tôi nghiệm ra một điều là ngồi á nó rất là đau và rất là cực, và mình ngồi chủ yếu mình muốn tâm mình tịnh, nhưng những cái tư thế đó nó càng làm cho mình không tịnh được. Thì mãi sau này tôi gặp một cái vị thầy cũng là thiền lâu năm, thiền sư, thì thầy này mới ngồi, thầy này mới nói tôi là bản chất ngồi thiền là quán lại, quán thân. Hãy ngồi ở một cái tư thế thoải mái nhất, làm sao mà điều khiển cái hơi thở, nắm được cái hơi thở hít vô, nó đi từ đâu đến đâu, nó đi vô huyết mạch, okay chưa? Và không cần phải ngồi kiết già hay bán già. Kiết già là ngồi chéo hai chân như ngưỡng độ ấy, không cần. Ngồi thiền thoải mái, ăn cũng là thiền, ngủ cũng là thiền, thậm chí những cái buổi Zoom như vậy cô đang làm thì các bạn cũng là thiền. Thiền nó là một cái sự tập trung, nó một cái sự tập trung, tập trung vào một cái việc gì đó. Các bạn ăn, các bạn tập trung vào nó, các bạn học, các bạn tập trung vào nó. Có những lúc các bạn biết không, hồi đó cô làm bên bán lẻ, cô làm kinh doanh bán lẻ, có những cái bài, có những cái tình huống ngặt nghèo vào những cái dự án, cô phải ngồi thâu đêm, cô ngồi cô suy nghĩ cái hướng xử lý nó. Sau đó cô có hướng xử lý, sau đó cô có hướng xử lý. Các bạn hỏi cô có học NLP không? Có, hồi đó cô làm bên Vingroup rất là nhiều, Đắc Vượng có mời rất là nhiều những chuyên gia giỏi về đào tạo cho lãnh đạo cấp A, cấp A là cấp trưởng, cấp của chị A đó. Thì cô được học cái đó, nhưng về sau cô hiểu những cái đó nó vô dụng, những cái đó nó không có hiệu quả, những cái đó nó ở một khía cạnh khoa học thôi. Nhưng quay lại về cái việc mà lúc đó tôi ngồi có thức khuya, tôi nghiên cứu, tôi tìm hiểu về những cái đó, tôi cố gắng, tôi nghĩ cái phương án để xử lý những cái bài toán đó, thì cái đó gọi là thiền đó, tập trung nghĩ cái đó. Thì đối với những cái người mà kinh doanh, những cái người mà làm về bán lẻ, kinh doanh nhất là bán lẻ nó cực lắm, kinh doanh nhiều, thì những người đó thường thức khuya, thường thức khuya. Mà khi một cái trạng thái mà các bạn thức khuya, các bạn tập trung, các bạn nghĩ về một cái việc gì đó, tìm hướng xử lý, thì dần dần á, cái luân xa xấu là trên trán chúng ta nó sẽ được khai mở. Thì khi khai mở rồi á, cái tuệ chúng ta nó phát sinh. Khi khai mở rồi, cái luân xa xấu á, nó sẽ giúp chúng ta kết nối rất là nhiều đến cái năng lượng vũ trụ. Còn ở cái clip của Missy Ruby hồi nãy á, up á, nó có nói về một cái kho dữ liệu vũ trụ là Akashic. Các bạn nghe cái clip đó, các bạn nghe tìm hiểu cái kênh đó, nhìn nó sẽ nói, nhưng nó nói trong cái dạng khác. Tôi cũng không biết cái kho dữ liệu đó có thật hay không, nhưng nhìn chung tôi hiểu đó là một cái kho dữ liệu tri thức ở đâu đó đó. Nhưng khi cái sóng não chúng ta mà ngồi chúng ta tĩnh tâm lại á, về một cái tần số nhất định á, thì tự nhiên cái đầu chúng ta giống như một cái anten, chúng ta sẽ kết nối được những cái đó. Và khi các bạn tìm hiểu, ví dụ à, làm sao để trade tốt, làm sao để vượt qua, làm sao để vào lệnh hay các kiểu hay gì đó, các bạn tập trung, các bạn tìm hiểu đó, các bạn hạ sóng não xuống, đừng có nghĩ ngợi gì nhiều, tập trung một vấn đề. Đến một cái sóng não các bạn hạ xuống, tự nhiên các bạn sẽ có được những cái hướng xử lý, không biết những cái ở đó ở đâu xuống nữa. Không biết những cái đó ở đâu xuống nữa. Ok chưa? Để tôi uống nước một tí. Cho nên á, đối với các anh chị em, những cái người mà đang ở một cái hoàn cảnh nào đó là cảm thấy bế tắc á, tỉnh, cứ ngồi tĩnh lặng lại, chúng ta không cần phải nhất thiết ngồi thiền, cứ ngồi cách thoải mái. Thậm chí cái lúc mà chúng ta ngủ á, các bạn biết tại sao chúng ta ngủ, chúng ta hay nằm mơ này nọ đồ các kiểu không, là tại vì khi chúng ta ngủ á, cơ thể chúng ta không có hoạt động, nhưng mà não nó còn hoạt động. Và não nó còn hoạt động á, cái mắt chúng ta nhắm lại rồi đó, cái mắt chúng ta nhắm lại, chúng ta không bị kích thích bởi những cái hình ảnh, cho nên não chúng ta nó không có bị phân tâm nghĩ nhiều. Thì não chúng ta nó chỉ đi một luồng thôi, nó chỉ tập trung, nó đi một cái luồng thôi. Cho nên khi chúng ta ngủ thì chúng ta hay nằm mơ, là bởi vì cái sóng não chúng ta hạ xuống đến cái ngưỡng nào đó, thì nó tự kết nối với cái dữ liệu, với cái thế giới của cái ngưỡng đó, với cái chiều không gian của ngưỡng đó. Thì theo tôi hiểu là như vậy á, tôi hiểu từ cái việc ngồi thiền mà cả khoa học là nó như vậy. Ok, có thể là vài năm nữa các bạn có những kiến thức khác, các bạn sẽ lý giải theo một cái cách khác, nó khoa học hơn, nhưng theo tôi hiểu là như vậy. Còn khi chúng ta mở mắt ra, chúng ta sẽ tiếp nhận nhiều cái hình ảnh. Ví dụ như bây giờ các bạn đang ngồi Zoom mà tự nhiên có một cái cô gái đẹp đi ngang qua trong đầu, các bạn nghĩ việc khác liền. Tại vì cái mắt chúng ta tiếp nhận cái hình ảnh đó, thì trong não chúng ta nó sẽ tách ra thêm một cái luồng suy nghĩ nữa. Cho nên thiền bản chất là tập trung,
không cần đi thiền hành sát hay cái gì hết, các bạn chỉ cần tập trung. Cho nên cô hay nói bên cộng đồng ngộ lắm. Cái lúc mà Zoom các bạn thấy bên cộng đồng tại sao nó thu nhất, nó có mất rất là nhiều tiền không? Là tại vì cái lúc mà học tâm lý giao dịch nó nghĩ đến kèo, cái lúc mà phân tích kèo nó lại hỏi tâm lý giao dịch, hỏi tâm lý giao dịch. Nó thậm chí bây giờ chúng ta đi làm ở công ty, chúng ta vô công ty chúng ta làm á, chúng ta làm cái việc của công ty chúng ta là nghĩ đến việc về nhà ngủ hoặc là về nhà chơi với con. Nhưng về nhà chơi với con hoặc là về nhà được ngủ chúng ta lại không ngủ, chúng ta về nhà chơi với con chúng ta lại mang công việc của công ty về làm. Nó không có một cái gì tập trung. Được chưa? Rồi đó là cái cách mà mình chia sẻ, mình hy vọng các anh em về các anh em áp dụng. Các anh em áp dụng.